Rồi, xin chào cô chú anh chị, quý bà con cô bác nha. Em quay cái thửa đất cho cô chú anh chị và con cô bác xem và tham khảo. Có diện tích 3 hecta, trong đó đã 2 hect đã có bìa, còn lại 1 hecta trích lục nha. Đó, rất chi đẹp nha. Và đường đi nối lại mình đây. Đó, đường này có thể hiện trên trên bìa nha quý anh chị và con cô bác. Rất chi đắc địa nhá. Bên cạnh là có nhà và trên khu dân cư kia là trắng trắng là khu ủy ban xã và khu dân cư. Từ đây đi ra đến khu dân cư thì mất khoảng cây rưỡi số chỗ ủy ban ra được tỉnh lộ nhá. Đất ở đây thì khá là bằng. Đó, rất chi đẹp. Tỉnh lộ đây quý anh chị nhé. Rất chi đẹp. Rồi, tiếp tục là đến cái lô đất của mình. Ở đấy, lô đất của mình là có từ phía dưới là giáp mía, ở phía đầu trên là giáp vườn điều. Đó, và đây em có quay lại đây cho cô chú chị và con cô bác xem và tham khảo đây cái diện tích thửa đất của mình đấy. Đó, và rồi em xin kết thúc video. Và quý anh chị nào có nhu cầu sở hữu lô đất này, tọa lạc tại xã Cư Mờ Lan, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk, thì trực tiếp alo lại với em theo số điện thoại em có ghi trên màn hình. Đó, và diện tích là nó là 3 hecta, trong đó đã 2 hect đã có bìa, còn lại 1 hecta là đã làm trích lục. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu đầu tư làm trang trại chăn nuôi trâu bò hoặc là trồng trái cây thì cứ trực tiếp alo lại cho em theo số điện thoại em có ghi trên màn hình. Đó, và cái diện tích em có quay lại đây cho cô chú anh chị và con cô bác và cái tiện ích xung quanh, em xin nói luôn là từ đây đi ra đường tỉnh lộ thì nó mất khoảng 1 cây số, mà ra đến khu dân cư là 1 cây số, mà ra đến trung tâm ủy ban xã thì nó mất khoảng 1 cây rưỡi số, mà ra đến trung tâm huyện thì nó mất khoảng 2 cây. Đó, và miếng đất thì cực kỳ là đắc địa nha cô chú anh chị nhé. Đấy, đây. Và nó có khoảng 25 mét mặt tiền đường thể hiện trên trích lục, còn lại là sổ sách thì đầy đủ pháp lý rõ ràng. Cô chú anh chị nào có nhu cầu với nguồn tiền thì cứ liên hệ trực tiếp lại. Và em xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Quý anh chị nào có nhu cầu về đất nền, đất rẫy, đất kinh doanh thì cứ alo lại cho em. Đó, bởi vì nguồn đất của bên em rất chi nhiều. Và em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.